Dạ, xin chào cả nhà. Chào cô, chú bác, anh chị đang theo dõi video clip mới trên kênh YouTube của dòng sự kiện nha. Chúc cả nhà có một buổi tối bình an và gặp nhiều may mắn. Quay trở lại cái câu chuyện drama của chị Hồng Loan nha cả nhà. Thì cái câu chuyện mà con ruột hay con nuôi, câu chuyện này nó quá nhàm chán cả nhà. Nhưng mà một cái nick ảo bên phía bên kia, phía mẹ con mẹ con của cô cháu gái này cũng muốn đưa lên để khơi gợi. Nếu như chúng ta không nói đến thì câu chuyện này pháp lý này để cho bên cơ quan pháp luật họ xử lý. Còn cái này thì bọn họ tự đưa ra câu chuyện hài rồi tự bọn họ trả lời với nhau, cùng với nhau cười toát lên. Và bây giờ mình xin đi vào chi tiết của cái nội dung câu chuyện này. Thì mới đây nhất trên một cái tài khoản của chị Lộc Vườn Cây có chia sẻ một cái bài viết của một cái Facebook là tên là Tĩnh Lặng. Tên nick ảo luôn cả nhà. Tĩnh Lặng tát mình vào một cái bài hỏi mình có biết không, rồi cùng đồng bọn cười với nhau. Câu chuyện như sau cả nhà. Hồng Loan lên tòa, gặp tòa đòi kiện sao kê. Tòa bảo con, tòa bảo khai con gì, con ruột hay con nuôi. Loan không trả lời được, tức đi về. Chẳng riêng gì các bạn cười mà chính mình cũng cười, vì chuyện này nó hài ngớ ngẩn mà có người vẫn đưa tin và đi lan truyền được. Đó là câu chuyện gì nè cả nhà, là khi mà nói là Hồng Loan không bao giờ kiện được sao kê. Còn nếu như Hồng Loan kiện được sao kê thì khi gặp tòa hỏi là Hồng Loan là con hay con nuôi thì Hồng Loan không biết trả lời như thế nào. Đó là câu chuyện mà họ tự tưởng tượng ra cả nhà. Xin nhắc lại, đây là câu chuyện mà bên phía bên kia họ tự tưởng tượng ra rồi đăng lên một status và tag cái tên của chị Lộc Vườn Cây vào. Và chị Lộc Vườn Cây cũng mới vừa có những cái đôi lời phản biện như sau. À, chị Lộc Vườn Cây chia cái rất là nhiều mục nghe. Mục A nè, về cái người mà tung ra câu chuyện: tôi không muốn nhắc cái tên vì một người đã lý luận con hợp pháp suốt 6-7 tháng rồi lại lý luận con không hợp pháp. Sau khi quay xe thì lý luận nào là đúng? Khi giấy tờ chỉ có một bộ từ trước đến giờ, trình độ, kiến thức, phẩm chất người đó có tin hay không? Rồi giờ bàn tới việc chính nè. Cả nhà thấy ha, cái người mà chị Lộc Vườn Cây không muốn nhắc tên, ở đây thì mình nghĩ cả nhà đều biết là ai rồi ha. Cá bảy màu đó cả nhà. Mì xào củ chuối đó, hẳn luôn á. Đó là mì xào củ chuối đó cả nhà. Đầu tiên á, thì lý luận nói về Hồng Loan là con hợp pháp, có giấy tờ từ quận gửi về, có giấy khai sinh, rồi cho trong hộ khẩu. Rồi sau bây giờ khi quay xe thì lại nói là Hồng Loan là con không hợp pháp, rồi tự vẽ cái câu chuyện này, vẽ ra những câu chuyện vớ vẩn trên đời để cho mọi người cùng với nhau và cười và Hồng Loan đó cả nhà. Và chị Lộc Vườn Cây đi vào nội dung chính nha. Rồi giờ bàn tới việc chính nhé. Bàn về cái tình huống đầu tiên, sau khi biết Loan lúc lên phường bị mẹ con cô Sáu mắng nặng lời ở đó, nhớ không nhầm là ngày 2 hay ngày 3 tháng 7 gì đó, là Ni không để cho Loan đi đâu thiếu Ni và luật sư. Biết tại sao không? Chính xác cả nhà. Tức là mọi lúc mà ở đây chị Lộc Vườn Cây đặt vấn đề á, là tại sao cái người này biết là Hồng Loan đi lên phường gặp mẹ con của cô Sáu và bị mẹ con cô Sáu mắng nhiếc. Thì chị Lộc Vườn Cây đưa ra tình huống như vậy. Vì không ai có thể nói lại cô của mình trước mặt người khác, trong khi cô mình có thể chửi mình thằng bố mày công khai. Đứng ở tình huống này, Loan sẽ bị kích động, một là chịu đựng, hai là phản kháng mất bình tĩnh. Thì cả hai tình cảnh đó đều không có lợi cho bản thân khi xử lý các tình huống pháp lý. Cho nên Loan luôn im lặng và không phải bị phụ thuộc vào Ni, bị Ni thao túng mà Loan không muốn đôi co với người trên thì bị bất lợi khi tranh luận với tiền bối. Không bằng vai phải lứa được. Với cái nick ảo hay những kẻ tiểu nhân thì lại càng không nên nói gì. Với khả năng chửi, vu khống, tấn công, bịa chuyện của họ là vô biên. Rất là đúng cả nhà. Vì những cái người này họ đưa những tình huống này, và nếu như chúng ta chửi lại cô của mình hay là phản kháng lại cô của mình thì điều đó là không đúng. Thà như giữa con chị Hồng Loan với con ve thì ok, thì Hồng Loan có quyền tranh luận với con ve. Nhưng cái người kiện Hồng Loan chính xác là
cô Sáu kiện Hồng Loan nên những vấn đề gì mà Hồng Loan đứng im không nói và Hồng Loan nhờ pháp lực can thiệp vấn đề này là hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn có tính chất là nhân văn nha cả nhà. Tiếp theo, nên ni hay luật sư phải thay Loan vì ngôn ngữ pháp lý với sự sòng phẳng và không có kiêng dè, cho nên cái vụ mình Loan lên tòa mang đơn kiện là tưởng tượng luôn có ni và luật sư. Câu chuyện mà Loan lên tòa mà nộp đơn kiện á, thì cái đó là không có cả nhà, chỉ có cô Sáu kiện ngược Hồng Loan thì có. Còn câu chuyện mà Loan có lên tòa một mình để nộp đơn kiện về vấn đề sao kê hay không thì câu chuyện đó hoàn toàn là không có. Chỉ có là khi lên tòa là có luật sư, có chị Ni và có Hồng Loan, luôn luôn là bộ ba đi cùng với nhau nha cả nhà. Tiếp theo, Ni và luật sư đều là những người hiểu luật, biết làm gì, nói gì và viết gì. Về câu chuyện sao kê, muốn kiện phải có căn cứ. Cái hồi tháng 7, tháng 8, mọi người đang thu thập, xử lý, thẩm tra thông tin, các khoản thu, thì lấy đâu ra căn cứ mà đi kiện? Mà người lớn đã kiện là, một là kiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng người. Hai là liên quan tới chuyện là sao kê phúng điếu, muốn xử lý pháp luật phải có căn cứ lực, chứng cứ, cứ đi theo và có chứng cứ đi theo. Luật sư của Loan không phải là một hay hai YouTuber. Ý chị Vân ở đây là không phải nói tất cả các YouTuber đâu nhé. Không học hành nhưng kiếm tiền bất chấp, phân tích bất chấp. Luật sư sẽ làm những việc ở thời điểm chín mùi. Đúng rồi cả nhà ha. Đây là câu chuyện mà chị Lộc Quỳnh Cây chia sẻ về một cái YouTuber mà đã quay xe. Ban đầu thì yêu thương Hồng Loan rất là nhiều. Một hai YouTuber gì đó cả nhà. Ban đầu rất yêu thương Hồng Loan, phản biện bên phía mẹ con của cô Sáu, nhưng bây giờ lại có tình huống là quay xe sau khi bị team phát hiện ra là không trung thực hoặc là có những hành động lố bịch như là ghi âm lén gì cả nhà ha. Rồi tiếp theo nha, ông Tò cũng không bao giờ trả lời như thế, cô là con gì, ông ta là thẩm phán, cũng không phải là một hay hai YouTuber không học hành lực mà nói lực, đừng nhét chữ vào người làm lực nha cả nhà. Cứ tưởng tượng ra một tình huống như trẻ con, tưởng tượng ra rồi cùng cười gú với nhau, thiên hạ lại cười cho, biết không? Trí não trẻ con thì nói chuyện với trẻ con thôi, vẫn có khách nghe mà. Đó là những cái lời phản biện của chị Lộc Vườn Cây dành cho một cái người mà chúng ta đã hiểu người này là ai rồi hả cả nhà, chúng ta không cần phải nhắc cái tên người này. Đó, cứ tối ngày tỏ ra là mình am hiểu lực, am hiểu về những cái chuyện rất là thành thạo, nhưng mà cuối cùng toàn là những lý luận suông, những cái lý luận mà gọi là nhét chữ vào đầu của người làm lực. Đó, thì ở đây chị nói nè, trí não của trẻ con thì những chuyện của trẻ con thôi, vẫn có khách nghe. Đúng là như vậy cả nhà, thì câu chuyện này á, làm cái YouTube của bà này á, thì vẫn có người nghe, chỉ liên quan là những người nào mà muốn nghe bà vô nghe thôi. Vô khen bà cứ khen thôi, nhưng mà về những tình huống pháp lý và những câu chuyện mà tòa đang thụ lý cái đơn kiện của Hồng Loan á, thì để cho bên pháp lý họ xử lý. Chứ bây giờ mà bà biết cái gì đâu mà bà vô bà nói gì đúng rồi cả nhà ha. Ở đây phần kết chị Lộc Kỳ có nói nè, tôi đã không muốn nặng lời thì đừng tát tôi vào những nơi này, những nơi này. Tôi phải biết chuyện này chuyện kia nhé, tĩnh lặng. Dành cho hai loại nhân cách âm. Mới đây chị ơi, xin giúp em số tài khoản đẹp như chị hứa được không? Nhưng chỉ 10 ngày sau là Vừng ơi, tao lạ gì mày? Tôi đã không thèm nhắc đến một lời, để nhân quả tự xử rồi, nên đừng bám đuôi chị để khiêu khích nữa. Cậu có hai con đấy, hãy tử tế đi. Thứ năm là mình lại phải đi chữa lành cho mình thôi. Lóc mấy vị khách thích chiến tranh u ám ra Tết mở lại sao, chứ mình không tỉnh được. Thôi bót đồ nhậu để cho tỉnh lại. Đó là những cái thông tin mà chị Lộc Quỳnh Cây cũng mới vừa chia sẻ trên trang cá nhân sau khi những cái việc liên quan đến một cái tài khoản mang tên là Tĩnh Lặng. Nó tĩnh lặng chứ suốt ngày toàn là gây bão gây chiến tranh trong cả nhà ha. Nói về câu chuyện Hồng Loan lên tòa kêu ông tòa làm sao kê,
Cái vấn đề sao kê là phải có cả nhà. Chị Ni cũng đã tuyên bố rồi, chị Ni cũng đã nói trong cái livestream hôm qua rồi, là chuyện sao kê là thiết là phải có, bắt buộc là phải có. Trong năm nay qua Tết thì mọi người sẽ có nhiều các tin vui, chuyện chuyện liên quan đến sao kê, liên quan đến chuyện quyên góp viên gạch nghĩa tình, liên quan đến bản quyền BH. Đó là những cái khẳng định mà chị Ni mới vừa công bố cho một số anh chị em trong hội nhóm kín và công bố công khai trên các nền tảng mạng xã hội mà chúng ta được nghe trong buổi livestream. Thì tất nhiên là có chắc chắn thì người ta mới công bố cho mình nghe, chứ không phải nó khơi khơi như kiểu như những người mà suốt mấy tháng trời chỉ ngồi ở nhà phân tích, phân lô, không đi đến một hiện trường để quay như thế nào, không biết tình cảnh của câu chuyện ra sao, mà cứ dựa vào những cái nick giả, những cái nick không được xác minh nhân thân, hay lựa dựa vào những cái tài khoản phản biện anti về Hồng Loan đó cả nhà. Nói chung là họ đưa ra rất nhiều tình huống dở hơi, nhiều tình huống mình cho gọi là đi vào lòng đất đó. Và hôm qua thì họ cũng lên những cái bài clip rất là kinh khủng, nặng mùi về câu chuyện thân phận của Hồng Loan nữa. Nhưng mà nhắc đến thân phận của Hồng Loan thì chúng ta đã thấy một cái người đang ngồi chờ để được kêu tên, thì đó là báo 20K. Liều báo này thì sắp tới thì cơ quan sẽ mời lên cà phê rồi, và có thể là tặng cho một cái bộ áo pyjama màu sọc đen hoặc là sọc trắng cho cả nhà ha. Chúng ta sẽ chờ đợi. Còn nếu như cái người này mà cố tình đưa ra những thông tin xuyên tạc về Hồng Loan, những thông tin mà vu khống về Hồng Loan, thì kết cục thì cũng sẽ giống như cái bà liều báo 20K thôi cả nhà ơi. Và cái người này thì để cho mấy anh chị luật sư chuyên ngành họ theo dõi, mình thì chỉ làm những cái phản biện, đọc lại những cái thông tin mà anh chị đã đăng lên trên kênh Phở Bò hoặc là một số nền tảng mà anh chị không thể phát clip cho cả nhà cùng xem, thì mình sẽ tương tác bằng cách này để cho khán giả hiểu thêm hơn về những câu chuyện về Hồng Loan như cả nhà. Và tới đây thì em xin được tạm dừng clip này. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.